Các anh em chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cả anh em. Hôm nay thì cuối tuần tiếp tục lên đường chassis âm thanh cho các anh em cái chuyến xe cuối cùng đây. Để ngày mai thì chúng em sẽ nghỉ giao hàng, bên đơn vị vận chuyển họ cũng nghỉ. Thế là buổi chiều ngày hôm nay sẽ là cái chuyến đơn hàng cuối cùng phục vụ các bác trong tuần này. Để các bác thấy rất nhiều đơn hàng của anh em đã đang được sắp xếp đóng gói và chuẩn bị gửi đi các bác nhé. Đấy, sản phẩm thì chúng em đóng gói rất là cẩn thận. Ở trên bao bì thì sẽ có in logo và bên cửa hàng em, cũng như là bên em sẽ cho các anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn hàng của bác này. À, những cái mẫu sản phẩm vàng này, LX650 của ETC, đây là phiên bản vàng rất là hay và chất lượng, và giá thì cũng đang rất là rẻ phục vụ các bác mua hàng tại cửa hàng em Tùng Audio. Đấy, những cái mẫu sản phẩm vàng ETC này, K678 cho anh em này, vàng LX650 lên đường liên tục nha các bác. G8000 Pro cũng vậy. Đấy, rất nhiều đơn hàng của bác anh em. Còn bên này thì đây, những cái sản phẩm mà các bác mua mic không dây hoặc là những cái thiết bị mà đồ nặng thì chúng em sẽ bọc bằng lớp bìa cắt tông, và những cái mẫu sản phẩm mà dễ vỡ thì chúng em sẽ bọc rất là cẩn thận. Đây là mic Su23 cho các bác. Đây, mic lên đường rất nhiều luôn. Đấy. Và đây là chân gỗ nha các bác. Đấy, ngày hôm nay thì cả thùng này sẽ được lên đường phụ các bác. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vàng mà anh em đặt hàng rất nhiều, đi cả thùng luôn các bác. Đấy, thì hàng đã kiểm tra rồi, chỉ việc là đóng gói và cho lên đường thôi. Bởi tất cả tính năng thì bên em sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn và test trước các tính năng âm thanh tốt nhất cho các bác. Đấy. Và thôi, em thì cùng với các bác xem lại cái mẫu sản phẩm vàng đấy 650 Pro nhá. Hôm nay lên đường cả thùng cho các bác anh em đây. Đấy, nhìn này. Đấy, hàng hãng này, chuẩn. Nguyên phụ kiện thùng hộp, đầy đủ các linh phụ kiện, bên em sẽ hỗ trợ tặng dây jack kết nối cho các bác anh em mua hàng. Đấy, dòng này có điều khiển thông minh nhá các bác. Đấy. Và có dây jack cắm nguồn rồi. Đây là vàng LX650 Pro của ETC. Dòng vàng rất là hot bên cửa hàng em Tùng Audio. Đấy, và khi các anh em mua hàng, chúng ta sẽ được quyền kiểm tra, được test thử hàng. Em này rất nặng, thiết kế mặt hình lớn, đầy đủ echo, reverb, các tính năng tốt nhất để phục vụ anh em có cho mình một giọng hát hay, một giọng hát chuyên nghiệp cho dàn máy âm thanh gia đình. Các bác nhìn xem, đẹp không? Quá đẹp luôn, rất chất lượng, giá chưa đến 2 triệu đồng một con. Đấy, anh em chúng em thì đóng gói rất là cẩn thận nhé các bác, đảm bảo là hàng đến tay anh em tiêu dùng, chúng ta sẽ mua và trải nghiệm ngay, không hiện tượng là bị bóp méo hay là vỡ hay dập nát. Bên em đổi mới hàng cho các bác anh em. Đấy, mua hàng chúng ta được kiểm tra hàng, có lỗi máy móc, có lỗi hỏng hóc, bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em 12 tháng trong trường hợp là chúng ta chơi, cứ hết một tháng đầu mà không có hiện tượng gì xảy ra thì các bác sẽ có chế bảo hành. Còn trong một tháng mà có hiện tượng mà có lỗi máy móc hay bất kể những cái vấn đề liên quan thì đổi mới luôn cho các anh em nhé. Đấy, với dòng vàng ETC LX650 Pro hàng hãng, tem mác đầy đủ luôn các bác nhé. Hôm nay thì lên đường rất nhiều đơn các anh em. Đấy. Và về thêm cả mic Su23 luôn các bác này. Su23, những video tiếp theo em sẽ làm thêm các bác anh em những video về dòng mic này nhá. Đấy. Và đẩy công suất cũng về rất nhiều luôn. Đấy. Rất nhiều video nữa đang chờ đón các bác. Nên anh em mình hãy nhớ là đăng ký kênh và cập nhật video liên tục tại cửa hàng em Tùng Audio. Và một lần nữa thì em xin kính chúc các bác anh em đặt hàng LX ETC trong ngày hôm nay nhận hàng ưng ý. Và nếu những anh em muốn mua sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp ngay với em Tùng Audio theo số thoại 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn và ưu đãi đặc biệt bên cả anh em với tất cả trang bị âm thanh. Xin chào các bác.